Em Nguyễn Lâm xin chào quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh của em Lâm Nhà Đất chuyên review bất động sản tại thành phố Biển Nha Trang và tỉnh Khánh Hòa nha. Thì trong video lần này thì em sẽ lên tiếp tục cho mọi người một lô đất cực kỳ đẹp luôn mà giá chỉ có 1.550.000.000 thôi. Và đường là đường ô tô anh chị nha, đường ô tô luôn, cực kỳ đẹp. Đó, thì hiện trạng mà em đang đứng đây là cái lô đất này luôn nè. Thì cuối video em sẽ tổng kết cho mọi người cái lô đất này mình có thấy xứng đáng để chúng ta mua hay không nha. Rồi video này em sẽ quay cho anh chị cô chú mình xem luôn cái sổ hồng này. Rồi hiện trạng nè, khu này nó có hợp lý để chúng ta mua ở, để chúng ta xây ở đây hay không nha. Hiện trạng trong đây là đất, hiện tại là đất bằng phẳng hết rồi anh chị ạ. Mình mua về thì mình xây được căn nhà khoảng 2 tầng nha. Đó, mặt sau chúng ta sẽ thấy được view là view thành phố luôn anh chị ạ. Đó, một lô đất cực kỳ đẹp luôn, mà giá chỉ có là 1.550.000.000 thôi. Em thấy nó cũng khá là hợp lý nha. Đó, bề ngang nó được là 5m và chiều tổng diện tích lô đất này thì nó có tổng là 82m² anh chị nha. Đó, mà giá chỉ có 1.550.000.000 thôi. Thì khu vực mà em đang đứng đây là nằm tại phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang nha. Đó, từ vị trí này mình ra lại tới con đường 2/4 thì khoảng là 1.5km thôi anh chị ạ. Thì đây là phía trước nhà của chúng ta nè, đường đây nè. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Đó, một lô đất cực kỳ rẻ luôn, phù hợp với túi tiền anh chị nào vợ chồng trẻ mới cưới nè, mình mua ở đây về để mình xây để mình ở an cư lập nghiệp ở đây thì cũng khá là ok anh chị nha. Đó, đây quay cho anh chị xem nè. Rồi em sẽ cho anh chị mình đi một vòng xem dân cư ở đây sẽ như thế nào. Rồi em sẽ cho anh chị mình xem cái vị trí map Google Map nha. Ở đường đây thì nó đi vào là đường nhỏ thôi, dân cư ở đây thì san sát nhau hết rồi nè. Đó, từ vị trí này mình ra lại tới đường Nguyễn Khuyến khoảng là 200m thôi anh chị ạ. À, trong đây thì có ô tô hết luôn á, ô tô hết luôn. Đó, đường này thì mình ra lại tới ở đường lớn Nguyễn Khuyến thì mất khoảng là 250m thôi. Đó, nếu mà chúng ta xây nhà ở đây thì 2 tầng lên thì thấy được toàn cảnh view thành phố anh chị nha. Đó, thì lô đất này cũng khá là đẹp luôn, 1.550.000.000 thôi. Bờ ngang là 5m, mặt tiền thì nó quay về hướng nam nha anh chị nha. Và lô đất này thì chủ nhà còn bớt mạnh thêm nếu mà anh chị yêu thích lô đất này. Rồi bây giờ em sẽ quay cho anh chị mình xem cái phần sổ này. Quay cho anh chị xem cái sổ này, cho anh chị mình xem. Đây, giờ em sẽ cho anh chị xem cái sổ này. Cái sổ nó hơi mờ một chút nha. Đây, trên tay của em đây là cái sổ này. Thửa đất là 107 nè, tờ bản đồ số 44 nè. Địa chỉ là tổ 14 Tây Nam, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa nè. Diện tích là 82.6m², hình thức sử dụng là sử dụng riêng nè. Mục đích sử dụng là đất ở đô thị nè, thời hạn sử dụng là lâu dài. Và nguồn gốc là sử dụng là nhận chuyển nhượng đất được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Pháp lý ở đây là an toàn anh chị nha. Và sổ là sổ mới luôn, rất là chuẩn chỉnh rồi, không bị quy hoạch gì hết luôn. Đó, cái này là mình không cần chép quy hoạch anh chị nha. Và lô đất này thì nó có hiện trạng đường của nó là khoảng 1m8 nè anh chị nha. 1m8 nè, ngang 5 nè, sâu là 16m5. Tổng diện tích nó là 82m² và hướng là hướng nam anh chị nha. Có tọa độ VN 2000 chuẩn chỉnh luôn. Rồi bây giờ em sẽ mở cho anh chị xem cái vị trí này. Cho anh chị xem thử là vị trí chúng ta mình ra tới là biển bao xa nha. Đây, hiện tại trên tay của em đây là cái bản đồ map thành phố Nha Trang này. Đó, thì lô đất của chúng ta mình nó nằm ngay tại gần bệnh viện Gia Liễu Khánh Hòa nha. Tức là em quay là video này là quay một cách chi tiết cụ thể luôn, cũng không có che giấu một điều gì cả nha anh chị nha. Đây mình ra tới lại bệnh viện Gia Liễu này, tỉnh Khánh Hòa này, khoảng là 350m. Đó, mình ra lại tới đường này là đường Nguyễn Khuyến nè, thì mất khoảng là 120m anh chị nha. 120m. Đó, gần đây có ký túc xá ở sinh viên Nha Trang nè, bên này là khu đô thị nè. Đó, mình đi theo con đường Nguyễn Khuyến này chúng ta sẽ ra lại tới chợ Bình Hải này. Đây, chợ Bình Hải đây anh chị nha. Thì mất khoảng là 1.5km nha. Mình ra tới đường 2/4, 1.5km thôi. Đó, về từ vị trí này mình ra tới là biển luôn này, ra tới mép bờ biển luôn. Đó, mép bờ biển đây thì mất khoảng là 2.5km nha. Ngay đây chúng ta có thể tắm biển được rồi, bãi tắm Hòn Chồng này. Đó, 2.5km thôi anh chị ạ. Đấy, thì cái lô đất này nó phù hợp anh chị nào có túi tiền nhỏ khoảng 2 tỷ thôi. Chúng ta mua ở này, đường ô tô này, ngang 5m này, hướng nam này. Ở lô đất với tổng diện tích là 82m², em thấy nó cũng rất là đẹp nha. Ở đây lô đất cực kỳ đẹp luôn, khu này thì dân cư ở thì ở san sát nhau hết rồi. Ở trên đây thì cho anh chị xem, khu này thì còn nhiều cô chú nuôi gà nè, ở như ở vùng quê đó anh chị ạ. Nhưng mà đất này là đất ở Nha Trang nha. Đó, đây dân cư san sát nhau hết luôn ạ.
đường là đường ô tô đúng không ạ? Đấy, đường ô tô luôn, lô đất cực kỳ đẹp. Đó, nếu mà chúng ta xây lên 2 tầng thì tầm nhìn đây mình thấy được view thành phố nha. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Rồi bây giờ em sẽ cho anh chị mình xem thêm một chút thông tin về cái phần quy hoạch này. Đây, em cũng chép quy hoạch sẵn hết rồi để quay cái lô đất này luôn. Đây, lô đất của chúng ta thì nó có hiện trạng nè, thửa 107 tờ 44 nè, diện tích là 82,6 m². Đó, có chuẩn chỉnh đất ở đô thị nha, không bị quy hoạch giao thông anh chị nha. Đó, và từ vị trí này mình ra là tới sau này có một con đường vành đai 2. Đó, mình ra tới là đường vành đai 2 cũng rất là gần. Đó, mình đi về cánh tay cũng khá là gần anh chị nha, rất là thuận tiện luôn. Đó, thì lô đất này em cũng review cho mọi người tổng kết nè. Điểm mạnh của nó là thứ nhất là rẻ anh chị nha, rẻ 1 tỷ 550 thôi với diện tích là 82 m², khá là ok và sổ hồng chuẩn chỉnh nha. Và đất ở đô thị luôn này, đó, đất ở đô thị và đường là đường ô tô. Đó, phù hợp để chúng ta xây nhà lên 2 tầng để ở nha, tổng tiền khá là rẻ luôn, gần trường, gần chợ, gần biển nha. Từ vị trí này mình ra tới là biển chỉ khoảng là 2,5 km thôi anh chị ạ. Rồi, em sẽ bật mí thêm cho anh chị một chút, một vài thông tin nhỏ này. Đây, em quay cho anh chị mình xem luôn để tránh làm mất thời gian anh chị mình xem video của em nha. Đó, thì lô đất mình nó sẽ gần những cái này nè. Đây, đây anh chị nha. Đó, lô đất mình nó sẽ gần những cái này. Đó, gần những cái này nha. Đó, gần những cái này. Đó, mà anh chị không biết cái này thì có thể liên hệ qua số điện thoại của em nha. Đó, lô đất này như thế. Đó, thì mọi người thấy sao với lô đất này 1 tỷ 550 triệu? Anh chị cô chú mình thấy nó cứ xứng đáng để chúng ta mua, để ở hay là đầu tư hay không nha. Rồi bây giờ em sẽ dẫn chân anh chị mình đi từ cái lô đất này mình ra là tới con đường lớn nha. Rồi cuối video em sẽ tổng kết cho mọi người cái thông tin cái lô đất này luôn nha. Đó, rồi chúng ta sẽ đi theo con đường này. Đường này hiện trạng là nằm trên con đường bê tông rộng 1m8 cho tới 2m anh chị nha. Đường là đường ô tô luôn này. Đó, ô tô di chuyển và thoải mái luôn. Dân cư ở đây thì san sát nhau hết rồi. Cuối video em sẽ tổng kết cho anh chị cái lô đất này nha. Đó, đường này, đường hiện trạng của nó này. Đó, bỏ ra khoảng 1 tỷ 550 triệu thôi thì anh chị không thể nào mà đòi hỏi được ở đất Nha Trang này được. Đó, nó chỉ có đường nhỏ thôi anh chị nha. Đó, đường mà đi vào thời điểm mà em đang quay đây thì mới có một trận mưa, thì nước ở đây này nó cũng đang xả này. Đó, nên là em quay luôn để cho anh chị cô chú mình xem được video của em, là tránh làm mất thời gian nha. Nếu mà anh chị cảm thấy nó phù hợp thì mình gọi điện thoại em mình đi xem. Còn video này thì em quay giống như là trực tiếp luôn rồi. Đó, nước phải không ạ? Đường xe ở đây thì san sát nhau hết rồi. Đó, để đường ô tô này thì xe bán tải rồi nè. Đó, xe bán tải này. Đó, thì cái bất động sản nào thì nó cũng sẽ có cái điểm mạnh và điểm yếu của nó. Thì em sẽ quay hết cái đường ra tới lại đường Nguyễn Khuyến rồi em tổng kết cho mọi người nha, cái lô đất này luôn. Đó, nó có điểm yếu gì rồi nó có điểm mạnh gì luôn nha. Đây, đó, mình ra tới lại cái đường này là đường Nguyễn Khuyến này nè. Đây, đường Nguyễn Khuyến đây. Đó, đường này đường Nguyễn Khuyến nha. Này là thông ra lên lại, bên này là ra tới lại I Resort này. Đó, đường này mình sẽ đi theo con đường này về lại chợ Bình Hải cũng như là bãi tắm biển nha. Đó, thì video này em sẽ tổng kết luôn cho anh chị mình luôn. Anh cứ đi bình thường nha. Em quay cho anh chị cô chú mình xem cái này luôn. Có cái đó, bên đây trường học này đúng không ạ? Bệnh viện ung bướu này. Ở đây thì ký túc xá nè. Đây, em quay cho anh chị xem cái này luôn này. Thật sự là có nhiều kênh của em thì có xem review vậy chứ mấy. Nên là cũng không có che giấu mặt mời vậy đó. Thì cái lô đất này nè, nó gần cái này nha anh chị nha, nó gần cái này nè. Đây, đó, nó gần cái này nha, gần cái này và nó gần cái này nữa nè. Đó, em quay hết luôn, có sao thì em sao ốm hết nha. Đó, thì lô đất này thì nó có, thật ra mình xây lên 2 tầng á thì mình nhìn, cố gắng mình nhìn xíu á thì mình mới thấy thôi. Còn mình không để ý lái máy á, nhiều cô chú anh chị không quan tâm về cái này á, thì mình mua ở đây thì mình ở cũng được nha. Tại vì lô đất này mình ra mình rất là gần biển luôn, trường chợ các cấp cũng rất là ok luôn anh chị ạ. Đó, thấy không, ra tới đường 2/4 nè, ra tới biển cũng rất là gần luôn. Đó, thì lô đất này thì em thấy thì nó có hai điểm trừ nha. Thứ nhất là đường nó nhỏ nha chị nha, nhưng mà mình đi ô tô thì mình đi rướng thì mình đi rướng được. Đó, còn không thì mình mua ở nha, khá là hợp lý. Không, mình mua để dành tài sản sau này dành cho con cái con em chúng ta cũng được. Đó,
Rồi điểm trừ nó tiếp theo là nó hơi gần những cái khu đông dân cư nha chị nha, khu đông dân cư đó. Mấy cái khu này thì có nhiều cô chú anh chị sẽ không thích lắm đó, nhưng mà theo em thì em quay em chia sẻ luôn, có nhiều cô chú anh chị sẽ không thích nha. Còn điểm mạnh của nó, điểm mạnh của cái lô đất này á, thứ nhất là nó phù hợp là nó gần trung tâm nè, gần trường, gần chợ, gần biển nè, đất ở đô thị nè, 80m2, 82m2, ngang 5m, khá là ok luôn đó. Thì nếu cô chú anh chị thật sự là yêu thích lô đất này thì có thể là liên hệ qua số điện thoại của em Lâm nha. Rồi chúc cho anh chị cô chú mình sẽ mua được những bất động sản nó phù hợp, hợp lý nhất theo túi tiền của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở trong các phần video tiếp theo. Và nhớ cô chú anh chị nào có bất động sản tại thành phố biển Nha Trang cần mua bán hay là review như thế này thì có thể là gửi qua số điện thoại của em Lâm nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở trong các phần video tiếp theo.